Vậy là sắp vụ trí đến cao nhất Sài Gòn. Nếu cuộc đời nó là bể khổ nên khó chắc chắn thành công bước qua. Đối diện sợ hãi, đối diện áp lực, xã hội vùi dập tôi đã đứng trước ta. Nhiều khi thấy đời có nhiều cố gắng, có nhiều nỗ lực nên mới có thành công. Không biết đường dài ta bước tự lo, đôi bản thân và gia đình thực sự có thành công. Nhưng đừng hoảng sợ các bạn đừng lo, tôi biết có nơi cho ta vũ khí. Tôi làm leader các bạn theo tôi, Academy Paper Vũ Trí. Là học viện tóc, là nơi sắc màu, là nơi nghệ thuật đi chung đường nhau. Chúng ta sẽ thấy được nhiều suy nghĩ khi ta là lướt trên những đường dao. Khi vào học tóc các bạn được trải nghiệm thêm nhiều kiến thức giảng dạy đã sắc màu. Từ những đường kéo và những đường tổng đời của các nghệ sĩ khi họ chưa bắt đầu. Góc nhìn từ cuộc đời, góc nhìn từ sắc đẹp, góc nhìn của thành công từ sau vài năm ấy. Check cái hồ sơ nhanh chân theo tôi, Academy là nơi ta đăng ký. Chào các anh em từ Nam ra Bắc, lỡ thấy cuộc đời quỷ tha mà bắt. Muốn có cái nghề sống sao cho chắc, con đường phát triển không còn xa lắc. Những người đứng đầu họ đang phải truyền đạt kinh nghiệm, họ có đỡ mất thanh xuân. Chỉ cần bạn cố gắng, chỉ cần bạn kiên trì, bạn không bỏ cuộc. Bạn sắp vũ trí, tại sao không nhanh chân? Bạn sắp vũ trí.